Mercedes-Benz GLC là một trong những mẫu xe ăn khách nhất trong phân khúc xe hạng sang. Với chiếc xe Mercedes-Benz GLC 250 4MATIC, kênh mua bán xe cũ sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn thông tin đầy đủ cụ thể về một chiếc xe đã qua sử dụng đang có mặt tại Lam Việt Auto. Địa chỉ đơn vị là số 18 Thành Thái Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội. Và những chiếc xe bán ra tại cửa hàng thì đơn vị luôn nói rõ cho anh chị và các bạn là không đâm va, không gặp nước, bao trách thét toàn quốc. Anh chị và các bạn có thể mang ra hãng hoặc một bên thứ ba để kiểm tra. Có bảo hành về khung gầm, động cơ, máy móc, hộp số của chiếc xe. Nên anh chị và các bạn có thể yên tâm chọn lựa tại xe tại Nam Việt Auto. Và bây giờ em sẽ mời quý anh chị và các bạn cùng đi tham quan về chiếc Mercedes-Benz GLC 250 Formatic. Có ngoại thất là màu nâu, nội thất là màu da bò sản xuất 2017 một chủ sử dụng từ mới, full đầy đủ lịch sử bảo dưỡng tại hãng, với rất nhiều các tính năng tiện ích an toàn, với hộp số tự động của chiếc xe sử dụng là 9 cấp 9 g Tronic Plus, động cơ là chiếc xe sử dụng khối động cơ xăng 2.0 Turbo. Đây là những cái chi tiết về phần đầu xe với những hệ thống đèn chiếu sáng dạng LED full LED anh chị ạ. Cùng với những góc chiếu thông minh cùng với đó thì là những phần mặt ca lăng lưới tản nhiệt của chiếc xe các bác có thể thấy chính giữa logo của thương hiệu merk còn với những phần nốp no lắp của chiếc xe vẫn còn giữ được trong tình trạng rất là đẹp cùng với mâm trang bị mâm đa chấu hộp kim to bản đây là những cái chi tiết về bên trong nội thất của chiếc xe thì các bác có thể thấy qua từ những phần tabli này những phần ô cỗ vẫn còn rất là đẹp ở bên phụ thì nó vẫn có trang bị cho anh chị và các bạn như là nhớ ghế ba vị trí ghế chỉnh điện đa hướng Đấy, những chi tiết về tabli tablo của chiếc xe hệ thống màn hình giải trí cửa gió điều hòa rồi các phím điều chỉnh chức năng tính năng an toàn trên mẫu xe thì nó cũng rất là nhiều để kể ra thì nó sẽ cũng sẽ mất thời gian anh chị và các bạn quan tâm hãy qua trực tiếp cửa hàng có thể trải nghiệm rõ hơn các tính năng và cái cảm giác lái nó cũng sẽ tốt hơn. Trong video thì em sẽ quay qua cho anh chị và các bạn tham quan về tổng quan chi tiết về chiếc xe. Và mới mẫu này thì 2017 thì em vẫn có hỗ trợ trả góp cho các bác nào đang có nhu cầu. Chi tiết cụ thể các bác hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ hỗ trợ và gửi thông tin đầy đủ cho các bác qua Zalo để các bác có thể cân đối tài chính của mình. Với GLC thì nó sẽ có 3 phiên bản anh chị và các bạn lựa chọn nên là GLC 200 GLC 250 và GLC 300. Hiện tại trong những năm gần đây thì nó sẽ nó cắt cái bản 250 này đi và nó thay, thay vào thế và đó là cái bản GLC 200 Formatic và GLC 200, GLC 300 thôi. Còn đây là những cái chi tiết về tổng quan về không gian khoang chứa đồ với phần vì anh chị cần gia tăng thể tích có thể gập điện hàng ghế thứ hai xuống để tạo ra cái mặt phẳng chứa đồ rộng rãi hơn những phần à, cánh cửa rồi là bậc lên xuống của chiếc xe nó vẫn còn trong tình trạng rất đẹp. Chất lượng ghế da vẫn giữ được trong tình trạng giữ trong tình trạng căng mọng này. Chính giữa trung tâm thì nó cũng có trang bị cho anh chị và các bạn cửa gió điều hòa. Chủ xe thì nâng cấp bộ thầy thảm trải sàn cùng màu với cả màu nội thất của chiếc xe giúp cho chiếc xe nó có có tính thẩm mỹ cao hơn. Chi tiết không gian ngồi rất là rộng rãi. Và đây là những cái chi tiết về phần cánh lái Với hệ thống điều chỉnh như lên xuống kính, chỉnh gương, nhớ ghế Chất lượng ghế da đây các bác có thể quan sát qua Nó vẫn còn trong tình trạng rất đẹp Vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng Rồi là màn hình hiển thị thông tin, vòng tua, mức tiêu hóa nhiên liệu, thông số an toàn về số trên vô lăng, cần số của nó thì làm sau vô lăng anh chị ạ Với những thao tác rất là nhẹ nhàng màn hình thì trang bị màn hình giải trí có tích hợp đầy đủ các tính năng tiện ích an toàn với những các phím bấm điều chỉnh chức năng này các bác có thể thấy không? Đấy, không gian bên trong thì em quay rõ cho các bác có thể tham quan từ những đường kim mũi chỉ trên tabi lô. và bây giờ em sẽ mời anh chị cùng đi tham quan về phần máy móc của chiếc xe để đánh giá kỹ hơn về chất lượng của một một chiếc xe đã qua sử dụng và cũng tổng hợp sơ qua cho anh chị và các bạn thông tin về giá bán của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 250 Formatic hiện đang ra bán với mức giá là hơn 1 tỷ 3. Chi tiết cụ thể bao nhiêu thì các bác hãy liên hệ em. Em sẽ đưa một cái giá tốt nhất cũng như ưu đãi từ cửa hàng để chị bạn có thể nắm rõ. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh Mua bán xe cũ. Địa chỉ xem xe các bác nhớ cho em 18 Thành Thái Dịch vọng Cầu Giấy Hà Nội.